Hello, xin chào các bạn nha. Và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay sẽ tiếp tục là một cái video giao chuột hamster. Hôm nay thì mình sẽ giao trước Tết nha các bạn. Hôm nay là 29 Tết rồi. Ngày mai là 30 Tết rồi các bạn. Ngày mai là giao thừa rồi đó. Thì có thể là hôm nay là cái đơn này là đơn cuối cùng trong năm 2020. Thì mình sẽ cố gắng giao xong cái đơn này rồi đi ăn Tết nha. Không biết ngày mai có đơn nữa hay là không thì mình chưa có biết. Nếu như mà có thì mình sẽ quay nữa cho các bạn xem. Rồi và mấy hôm nay thì nói chung là mình không có gửi hàng cho các bạn ở xa được. Mình chỉ gửi ở những đơn gần gần thôi. Ví dụ khu vực Trà Vinh hoặc là ở các huyện rồi đó. Mình chạy xe đi gửi được thì mình gửi. Còn những bạn ở xa thì mình đã hẹn các bạn là ở mùng 6. Mình có làm một cái video thông báo rồi. Đó, mùng 6 mình sẽ gửi hàng cho các bạn ở xa là bình thường nha. Rồi hiện tại mình chỉ gửi gần gần thôi. Gần gần thì mình gửi xuyên Tết luôn. Tại vì Tết mình cũng không có đi đâu chơi hết các bạn. Rồi và cái đơn của bạn này là có lấy là một chiếc thùng. Thùng này thì các bạn đó đặt mình làm theo yêu cầu của bạn đó nha. Có chỗ để bình nước nè. Đấy, rất là gọn nha các bạn. Các bạn có thể điều chỉnh cái độ cao để cho phù hợp đối với con chuột của các bạn. Thì cái thùng này là thùng 15 lít. Các bạn này nuôi hai con chuột hamster cộng với vật dụng có vòng chạy luôn nha. Đấy, thùng 15 lít thì nó để được một cái veo loại chung để vừa luôn nha các bạn, chạy thoải mái luôn. Cùng với vật dụng, thức ăn, đồ các thứ các kiểu, combo vật dụng cơ bản dành cho hai con hamster đó các bạn. Và hai bé hamster sóc ở màu siêu cô te luôn. Hai bé này là bày trong cái bài hôm trước, hôm kia mình làm video cho các bạn đó. Đó là hai bé này. Đó, rất là dễ thương luôn nha các bạn, màu rất là đẹp luôn. Rồi, hai bé này là một cặp luôn nha, một cặp được cái luôn. Mình bán được thì mình sẽ bắt theo đợt cái, mình bắt theo cái, bắt đúng luôn nha các bạn. Chứ không như một vài shop, có rất là nhiều bạn nói với mình đó là một vài shop người ta bán, ta nói được cái nhưng mà thực chất đem về là toàn hai con đực hoặc là hai con cái thôi. Thì những shop đó làm ăn không có uy tín cho lắm, hoặc là những người bán đó người ta không có rành về phân biệt được cái về con chuột hamster này. Thì cái đó mình không biết như thế nào. Đó. Chứ mà bên mình bán thì các bạn mua đực thì mình bắt theo đợt cái, bắt theo cái rõ ràng cho các bạn luôn. Rồi, và đây là cái thùng combo cũng như là vật dụng, thức ăn đồ đầy đủ nha. Có các tấm nhà tắm luôn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi giao cái đơn hàng này nha. Và trên đường đi có gì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Hôm nay là 29 Tết rồi. Có thể là mình giao đơn này rồi mình về chuẩn bị ăn Tết luôn. Hôm nay thì trời cũng khá là nắng nha các bạn. Nhưng mà mình đi buổi sáng cho nên là nó cũng không có gắt gì lắm. Còn đây là con chiến mã của mình. Đó, mình mấy hôm nay nó cũng khá là dơ rồi. Mình giao cái đơn này xong mình về mình rửa xe ăn Tết luôn nha các bạn. Rồi, ok, đi thôi các bạn ơi. Thì hôm nay giờ này là khoảng 9 giờ nha các bạn. Thì mình hẹn với bạn đó 9 giờ mình đi. Mình có đi hơi muộn tí nha. Tại vì nhiều khi mình Tết nè các bạn, mình mắc đi mua đồ đồ cho mẹ của mình nữa. Nhiều khi cũng có một vài công chuyện đột xuất. Nhiều khi mình cũng đi giao đồ trễ khoảng nửa tiếng. Thì các bạn nào mà đặt hàng mình thì có thể thông cảm với mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi thôi. Từ nhà mình đến nhà của bạn đó thì có khoảng nửa tiếng. Mình thấy trên Google Maps nó để là khoảng nửa tiếng. Mình chạy trung bình thì khoảng nửa tiếng nha các bạn. Ở đi về nữa là khoảng một tiếng. Thì nói chung cũng gần, không có xa lắm. Rồi thì bạn nào gần gần cần mua chuột thì inbox cho mình nha, ship tận nhà cho các bạn luôn. Mình chạy xe đi gửi á, thì mình sẽ lấy cái phí ship nó cao một tí hơn là mình gửi vật dụng. Còn có nhiều bạn hỏi mình đó là tại sao là không gửi bên shipper cho nó rẻ đúng không? Thì mình nói luôn là bên shipper người ta chỉ nhận hàng thôi các bạn, người ta không có gọi là nhận chuột. Đấy, nhận chuột thì người ta không có nhận nha, động vật của đó người ta không có nhận. Chỉ nhận hàng hóa thôi, ngoài ra chỉ nhận hàng hóa thôi. Còn chuột á, thì mình phải tự đi gửi, đó nó hơi khó như thế. Và có rất là nhiều bạn ở các tỉnh khác, ở xa, ở Hà Nội, rồi thành phố, rồi Cần Thơ, đấy, nói chung là rất là tỉnh xa xa, Kiên Giang rồi đó. Thì kêu mình là gửi chuột cho các bạn, nhưng mà nó khá là bất tiện. Tại vì gửi chuột á, là mình, nếu như mà mình không đi xe mình gửi được á, thì mình phải gửi xe. Gửi xe đò thì các bạn phải chạy ra nhà xe các bạn lấy. Mà đa số là những bạn mà mua ở xa mà đặt khi mình gửi chuột là không chịu đi ra nhà xe lấy các bạn. Cứ đòi là gửi tận nhà, gửi tận nhà. Nhưng mà nếu như mà gửi tận nhà là phải gửi bên vận chuyển. Ở bên vận chuyển thì người ta lại không có nhận gửi chuột, gửi thú cưng. Người ta chỉ nhận gửi hàng hóa thôi.
Và cái bất tiện thứ hai nữa là về cái phần là tiền. Tiền á, thì nếu như mà gửi xe đò thì các bạn phải chuyển khoản cho mình trước. Còn nếu như mà không chuyển khoản thì bên xe đò người ta đâu có nhận thu hộ như là bên vận chuyển shipper đâu các bạn. Người ta không có nhận. Thì đó các bạn phải chuyển tiền cho mình trước thì mình mới dám gửi. Còn không thì các bạn không chuyển tiền cho mình trước, mình gửi rồi các bạn nhận chuột rồi các bạn chạy đi luôn rồi sao? Mà mình biết các bạn tìm các bạn ở đâu, đúng không? Vì thế là nó hơi khó cho những bạn ở xa. Chứ không phải là mình chảnh chạy hay là mình không muốn gửi hàng, gửi chuột cho các bạn nha. Còn các bạn ở xa mà mua hàng hóa, ví dụ như là thức ăn nè, vật dụng rồi đó, nói chung là vật dụng, nói chung nha, là vật dụng rồi đó, thì mình sẽ gửi bên shipper được. Bên shipper thì sẽ có nhân viên shipper giao hàng đến tận nhà của bạn. Các bạn nhận hàng rồi thanh toán tiền cho mấy anh shipper giùm mình luôn. Còn về chuột á, thì nó hơi khó, mình chỉ gửi gần gần được thôi, mình đi xe khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi mình gửi, mình nhắm mình đi được, mình gửi được thì mình sẽ giao chuột cho các bạn nha. Còn ở xa quá thì nói chung thì mình cũng thua đó, các bạn không chịu ra xe lấy, không chịu chuyển khoản thì mình cũng muốn thua luôn đó. Vì thế là có gì thì các bạn cứ inbox vào fanpage hoặc là Zalo của mình á, mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho các bạn nha. Rồi bỏ qua vấn đề đi, mình nói sơ sơ vậy cho những bạn nào ở xa các bạn có thể thông cảm giùm mình đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nha. Trên đường thì mình để camera như thế quay cho các bạn xem. Và cái clip này á, thì mình đã có chỉnh cái góc camera nó cao hơn một tí nha, cho các bạn nhìn rõ đường hơn. Cái clip đầu tiên mình làm nó hơi bị lỗi các bạn, mình chỉnh cái góc góc camera nó thấp quá, các bạn không nhìn được mặt đường đó. Mình chỉnh cái góc cao hơn một tí để cho các bạn thấy đường miền Tây của mình nó như thế nào nha. Thì mình đi cái nói chung á là mình ở thành phố Trà Vinh, nhưng mà thành phố của mình ở trong khu vực thành phố nó rất là nhỏ các bạn. Đi một chút là ra ngoại thành rồi, ra miền quê rồi. Ở miền quê thì nói chung mà đi xa một tí nữa sẽ có rất là nhiều cánh đồng lớn. Đó, mùa này thì người ta trồng lúa nha. Đấy, trồng lúa rồi các thứ các kiểu, trồng dừa rồi đó. Rất là nhiều luôn. Ở trên đường có cái gì thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Rồi mình sẽ giới thiệu đây là chùa Hang nha các bạn. Đó, thì nói chung là ở Trà Vinh của mình thì rất là nhiều ngôi chùa khác nhau nha các bạn. Đặc biệt là chùa của người dân tộc Khmer. Đó, thì nói chung là bạn nào mà có đi du lịch ở Trà Vinh hoặc là có ghé thăm Trà Vinh quê mình thì có thể là vào những ngôi chùa như thế để mà tham quan, chụp hình, làm kỷ niệm cũng được. Thì những cái chùa của người dân tộc Khmer rất là nhiều, mang kiến trúc và cổ kính rất là đẹp luôn. Đó, các bạn có thể vào tham quan để cho biết cũng như là biết thêm phong tục của người dân tộc Khmer ở quê mình như thế nào. Đó cũng là một cái đặc trưng ở quê mình đó các bạn, rất là nhiều ngôi chùa mang vẻ đẹp khác nhau nha các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi nha các bạn. Chắc mình chạy khoảng 15 phút mình sẽ tới nhà bạn đó nha. Rồi,
Rồi, gần tới rồi các bạn ơi, mình mới coi bản đồ lại thì cũng gần tới rồi, bây giờ mình chạy tới một chút nữa nha. Rồi có gì mình alo bạn đó nghe nhận. Rồi, let's go. Chạy nãy giờ cũng gần nửa tiếng rồi các bạn, khoảng nửa tiếng á, chạy về nửa tiếng là một tiếng nha. Một tí nữa mình sẽ quay chợ Tết quê mình cho các bạn xem nha. Quay được cái gì thì mình sẽ quay cho mấy em này luôn. Mua chuột phải không? Dạ. Rồi. Rồi anh tí. Em đi chơi hay là đi đâu vậy? Chờ anh á. À. À, để đến coi lại. Em tính tới alo em ra nè. Với lại phụ kiện mình để ở đây hết rồi. Cái này em về em để phụ kiện, cái nào không biết thì nhắn cho anh nha. Rồi. Rồi, hai bé sóc được một cái của em ha. Dạ. Rồi ok. Rồi một tí em lót cái mùng cưa này một lớp đều hết cái chuồng này nha. Rồi để thức ăn nước uống cho nó uống liền nha. Thì anh đi nãy giờ rồi, nó cũng hơi nắng á. Rồi trong quá trình nuôi có gì nhắn cho anh. Rồi ok em, rồi cảm ơn em nhiều nha. Rồi và cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong cái đơn hàng của ngày hôm nay. Rồi đơn hàng cuối cùng cho hai bé chuột về nhà mới ăn Tết nha các bạn. Thì lúc nãy mình giao thì mình cũng đã có dặn bạn đó kỹ. Đó, dặn em đó kỹ. Bạn đó thì nhỏ tuổi hơn mình nha. Mình xin được phép xin bằng em nha. Dặn em đó kỹ là trong quá trình nuôi thì có gì nhắn lại cho mình, nhắn qua Zalo á, để mình hỗ trợ. Thì bất cứ cái đơn hàng nào mà mình gửi chuột mình đều dặn dò kỹ càng hết. Đó, có gì nhắn cho mình để mình hỗ trợ được sớm nhất. Thì trong quá trình nuôi thì mình sẽ hỗ trợ xuyên suốt nha, đến khi nào con chuột nó già thì thôi. Đó, các bạn nào mua chuột bên mình sẽ được cái quyền lợi đó, quyền lợi ưu tiên nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi về nhà. Đấy, nhà rửa xe ăn Tết các bạn. Rồi mình sẽ chạy qua cái chợ bông, chợ hoa để mà quay sơ sơ cho các bạn xem chợ bông ở Trà Vinh của mình thì nó sẽ như thế nào vào những ngày Tết nha. Rồi, let's go. Rồi và mình đã tới đầu chợ Trà Vinh rồi nha các bạn. Nhưng mà hiện tại thì trong đầu chợ thì nó khá là đông, chạy vô trong mình mệt lắm. Cho nên là mình sẽ chạy ở ngoài và sẽ chạy qua cái chỗ người ta bán cây mai rồi nha. Để mà cho các bạn xem cho biết chợ Trà Vinh của mình thì nó có gì thôi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nha. Đi từ đây tới cái chỗ mà người ta bán mai rồi nhiều thì cũng gần thôi, khoảng 10 phút rồi à. Rồi tới chỗ người ta bán những cây mai nhỏ nhỏ nha các bạn. Đấy, rất là nhiều loại mai luôn, từ những cây nhỏ nhỏ trồng trong Tết chơi thôi đến những cái cây mà lớn hơn. Đấy, rất là nhiều đó. Thì chợ bên của mình thì bán bông bán cây rồi cũng nhiều nha. Năm nay thì mình thấy cũng khá là nhiều hơn năm rồi đó. Năm rồi thì đầu năm cũng dịch bệnh như năm nay, nhưng mà mình thấy năm rồi thì bông nó ít hơn. Năm nay thì người ta bày ra bán rất là nhiều. Đó, rồi đi tới khúc này là qua chợ đêm nha các bạn. Chợ đêm thì hiện tại người ta bán sáng đêm luôn. Đấy, những ngày Tết như thế thì rất là nhu cầu mua sắm của người dân được rất là nhiều. Rồi phía dưới này thì cũng có chỗ bán mai nha. Đấy, nói chung là đường này thì bán cây mai là nhiều. Còn đường ở trên chợ thì người ta bán bông là nhiều. Ở dưới này thì cũng có bán bông nữa các bạn. Khúc dưới này thì người ta sẽ bán rẻ hơn một tí nha. Rồi và chợ mai của mình thì cũng đơn giản vậy thôi, quê mình thì đơn giản vậy thôi. Và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha. Và nếu như mà các bạn thích cái nội dung này, đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video nữa cho các bạn xem nha. Rồi và năm mới thì chúc các bạn có một năm mới vui vẻ, an khang và thịnh vượng nha. Những bạn nào đi làm thì năm mới làm ăn phát tài phát lộc nha.
Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye. Quên, nếu những bạn nào đặt hàng thì nhắn vào Facebook cho mình sẽ tư vấn tận tình cho các bạn luôn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.